对，翻山越岭，真是翻山越岭来找你啊。就是我家最漂亮的背景在这了。现在我妈在做酸菜。啊，每每个连锅的呀。嗯。嗯，就是，人多的时候家里要做饭嘛，所以妈妈做一些酸菜。阿爸当哪里的？刚工作完。嗯，爸爸都。啊，我去看记一下，结婚的夏季的，这都是记为了等着我的婚礼了。办婚礼的时候，做饭的时候要用工具来做，啊，所以就养了很多工具，但是工具都好胖啊。过去，刚才过去了。啊？哦，安妮，安妮，那个又改呢？我的难过的孩子来了。啊，老公先戴牙巴先呐。戴牙，现在爸còn đau không？ Đau。cái bây giờ là không động được đúng không？ Không làm được mạnh các thứ đấy. À, hiện nay他还不能动很重的工作。他是说是做这个东西被。有包hết mấy tấm tôn là cứ chụp hạt thế, mỗi chỗ cái ghế thấp hơn kia, với thế này là đạp bay cái ghế thế là lộn thế này. À. Đi viện kiểm tra rồi, nó lấy sưng to. Thế bên này nó sưng to, đây này. À, bạn đi viện kiểm tra chưa？ Đi chụp chiếu rồi, nó bảo là bị giãn nước ở chỗ này này. À.Giảm nước ở chỗ xương ấy. Thế có phải bó bột gì không? À, bây giờ không bó bột à? Bó thuốc nam của anh Nam mang lên. À. Cứ đợt anh Nam bị gãy tay kia. Thế bây giờ đợi bao lâu thì khoảng bao lâu thì khỏi à ba? Bố 3 tuần. 3 tuần à? Bố bột ở đây, từ đây đến đây thì bảo làm cho mình bí mách khổ ấy thì à. Chưa bị gãy hẳn, nó gọi là dạng à. Vỡ nước một tí thôi. Vâng.Thế mà phải cẩn thận chứ, thế giờ A Ba chỉ làm được việc nhẹ thôi chứ. Làm việc nhẹ một tay đấy, nhưng mà không có người làm cho nên cứ cố thang qua tôi xong rồi phải vội như đưa sách này mà. 就是在我们越南这边，就是先洗澡，然后才吃饭。啊。因为我们这边热嘛，所以白天出汗很多，身体会感觉不舒服。啊。所以也是我们家里现在。对，可能人多就坐地上。对，人多。啊。哎。是，所以现在哥哥嫂子在热的时候先去洗澡吧。啊，哎，这个，对，阿秀哈，阿秀刚刚回家，那đây là quà của anh chị đấy， hai cái áo cho mày， tối nay tắm rửa xong mặc thử xem， à đi đi chào chị dâu tiếng， ha ha chào chị ba tay nỉ hảo。嫂子，这就是我的弟弟，这是弟弟啊，对，八大姐，你好，你好，你好，哇塞，这个看一下，就是我妈妈自己买的这套，就是专门我的，结婚我们的婚礼，她来穿这个的，然后她说买的时候只留这么几个花，不漂亮，所以她自己买这个。bling bling 的东西，然后他自己绣上去的。对，哇，妈真棒啊！你们在抓鸡了吗？抓了，抓了。哈哈哈哈哈哈！好大的鸡。tối nay thịt mấy con à ba？ À, một con thôi. Vâng, ăn không hết đấy. Mũ chi, hăng không hăng? Hăng.tối nay ăn gà nhà chị nuôi nhá. Ở bên cha ý chinh chuẩn bị hảo là mà sang tôi chút tan là xin chai mà chai chi xí chó ý xa chứ chú vợ tờ ai ý đính chuyên tờ hả hô vợ cha cho biên sư chủ yếu trông cho cái suối của bị cho tua suối cho cái chi chế của mình chứ cho cái suối của bị cho tua đờ尝一下对小朋友也能吃中国做的瓜子啊李子就如果他能吃的话他会吃就是看吧有一些小朋友他不喜欢那也不吃Joy Thỏ có ăn được mận không có啊他说也会吃
他也会吃。啊，我们就开始开吃了。男人就坐在一边，然后我们呢，女人就坐在一边。男人那边就会喝酒，女人就在这边喝饮料。嫂子，第一次你是坐地下吃饭吧？还好吗？啊、哦，是，可能会不习惯，等一下脚，然后我们的菜硬不硬啊？硬啊！嫂子慢慢吃啊。嫂子会喝酒吗？不喝酒。Later。就睡一下，睡一下，对。嗯，可以呀、啊，可以跟呢他们干杯啊、哦！哦，没事没事。嗯，爸爸祝你健康。哦，嫂子喝完了，哇、哦！哇！对。可能平常你也很少喝，对吧？嗯、啊白啤酒，这个是它里面是一种山上面的香蕉，那个香蕉也是跟药一样的，是一种补的。对，喝的没有什么有点苦，我没试过，但是我闻过。嗯，丁哥，吃的习惯吗？非常好。那酒，你喝那个酒是怎么样？也挺好的。就是跟中国的酒度比对，它酒就是，我现在我不知道到底喝入口挺好的。啊、主要是喝了后是不是头晕？头晕呢、啊？有点头晕了呀。嫂子也是，嫂子也是，你拿一个椅子来坐吧。没事，我们能理解的。看他坐太长的话，脚痛。是。哎。啊，嫂子，那你看吗？痛脚的可以拿一个坐，没事的。因为我们越南人坐的习惯了。是的，因为我们都坐习惯了，但是，嗯，哥哥是第一次坐，所以很那个。是。我怂你，我妈妈在说，看他好像哥哥呀，他坐一起的时候好像你啊。拜拜。